chả cá, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bình Định, phân bố chủ yếu tại thành phố Quy Nhơn với hơn 15 cơ sở sản xuất. Những con cá này bây giờ mình sẽ phải sơ chế nó thế nào ạ? Mình cắt cái đầu, cắt cái bụng xuống rồi mình lấy cái ruột nó ra. Với số lượng cá chế biến một ngày nhiều như vậy thì mình phải nhập cá ở đâu ạ? Cá từ các đơn vị sản xuất cá từ ở Quảng Ngãi, Bình Định. Từ đó nên truy xuất được cái nguồn gốc của các con cá này. Cái con cá này ở đây mình gọi là con cá gì chị nhỉ? Con cá này người ta gọi là con cá củ đỏ. Cá củ đỏ là một trong các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn của tỉnh Bình Định. Nên điều quan trọng với món chả cá là nguồn nguyên liệu phải có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn và không sử dụng các chất bảo quản. Cá sau khi sơ chế phải mang rửa thật sạch rồi mới bào lấy thịt được. Chỉ dùng chiếc thìa này thì làm sao mình có thể bào được thịt ạ? Dùng cái thìa mình xẻ con cá làm hai ra. Theo cái đường cái xương trên giữa của nó đó. Nạo hết để lấy cái thịt nó ra. Vâng ạ. Da và phần xương thì mình bán cho những cái cơ sở mà họ chế biến, ví dụ như là chế biến thức ăn cho gia súc rồi. Làm chả cá này mình bắt buộc phải lựa chọn những con cá củ đỏ này hay là mình có thể dùng được những loại cá khác ạ? Cá rửa này, rồi cá thuẫn nữa. Nhưng mà loài nào thì sẽ cho ra chả cá ngon nhất ạ? Loại cá củ đỏ này. Có một điều thú vị là thịt cá sẽ được ướp trong đá từ 24 đến 48 tiếng để tăng độ dẻo và dai của thịt. Thịt cá sau khi đã được ướp trong đá từ 24 đến 48 tiếng sẽ được mang ra cho vào cối quết cùng với các loại gia vị như hành, tiêu, tỏi, ớt, hạt nêm và lòng trắng trứng. Quết càng lâu thì thịt càng dai và ngon. Bây giờ miếng chả này mình chiên trong vòng bao lâu thì sẽ chín ạ? Rồi, 15-20 phút sau là mình rớt được như vậy là nó có độ thơm và ngon hơn. Vậy cho nó đều. Giờ là mình chỉ có quậy đều lên thôi đấy. Nhưng mà tại sao mình không dùng những cái bếp ga mà lại dùng bếp củi này đun nó có lâu không ạ? Cũng nhanh lắm. Làm củi nó thơm, giòn trẻ. Sau khi mình chiên được một mẻ thế này rồi thì cái số dầu này cô sẽ chiên tiếp không ạ? Chiên một lần nữa rồi mình đổ. Một lần dầu chỉ được chiên hai lần thôi đấy. Tùy theo những cách chế biến mà chúng ta sẽ có những loại chả khác nhau. Nhưng có hai loại chính là chả chiên và chả hấp. Cả hai đều rất tuyệt vời. Người dân Bình Định có thể chế biến rất nhiều món ăn từ chả cá. Còn đối với bá Tiến ngày hôm nay đến với Quy Nhơn để bắt đầu một bữa sáng, đây, bún chả cá là một lựa chọn hấp dẫn. Đạt sản lượng khoảng 900 tấn trên một năm. Hiện nay sản phẩm đang được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tỉnh và một số tỉnh lân cận.